dân gian người ta hay lầm lẫn hai cái ngày lễ. Một ngày gọi là xá tội vong nhân, một cái ngày gọi là Vu Lan báo hiếu. Hai cái ngày này nó cùng đều xuất hiện trong một cái ngày rằm tháng 7, và nó đều xuất phát từ cái nguồn gốc đạo Phật. Nhưng cái ý nghĩa và cái cách tổ chức nghi thức nó khác nhau. Cái ngày xá tội vong nhân á, nó có tính cách nhân gian nhiều hơn. Tại vì người nhân gian người ta tin rằng á, ngày này nè, tháng này nè, là ở dưới cửa, dưới địa ngục á, nó kêu là gì? Quỷ môn quan. Môn quan là cái cửa. Cái cửa của quỷ, cái cửa của ma, cái ngày nó mở ra. Cho nên quỷ ma lên trên này nhiều lắm, lên trên này để xá tội mà. Ngày đó là ngày free, ngày release. Rồi thì tất cả đều được lên trên này hết. Cho nên sợ họ, cho nên bắt đầu phải làm lễ cúng, mua bánh, mua kẹo, mua cháo, mua đủ thứ hết. Rồi mua giấy tiền bằng bạc đốt. Mà ở ngoài Bắc là cái ngày lễ này là làm lớn lắm. Người ta, người Bắc gọi là hóa vàng. Hóa là đốt á, đi mua vàng bạc đốt, đi mua nhà cửa xe hơi đốt. Có nhiều người cái lễ này họ tốn bạc tỷ, bạc triệu, mà cộng cái tiền đốt giấy vàng bạc ở Việt Nam đó, một năm cộng lên không biết nhiêu tỷ nhiêu triệu, có nói nhiều số quá mình không biết, nhưng mà nhiều lắm. Thì cái lễ xá tội vong nhân này là thuộc nhân gian, nhưng mà cũng xuất phát cái nguồn gốc là họ tin rằng cái ngày này là ở dưới địa ngục ta mở cửa tha tội nhân. Rồi tội nhân được lên trên này, rồi quỷ sứ được lên trên này, rồi mình cúng để họ phù hộ cho mình, họ không có hại mình. Và cái lễ này thường ta làm ngoài sân, ta đang kiếm mấy cái ngã tư, gốc ngã tư ta đốt ta cúng. Còn cái lễ Vu Lan á, nó được thực hiện ở trong chùa. Và cái lễ Vu Lan được tổ chức ở trong chùa một cách trang nghiêm. Và trong cái lễ này nói lên cái đạo lý là hiếu thảo. Cái đạo lý của xá tội vong nhân là cúng cho quỷ ma để họ phù hộ mình. Còn cái đạo lý của lễ Vu Lan là gì? Là chúng ta tưởng nhớ công ơn cha mẹ, sư trưởng, những người mà có ơn trong cuộc đời này đối với chúng ta, mà đặc biệt nhất là cha mẹ, ông bà tổ tiên. Cho nên cái ngày này trong chùa tổ chức cho tụng kinh cầu an cho cha mẹ nếu còn sống, thân quyến còn sống, cầu siêu cho cha mẹ, ông bà, thân quyến khi đã mất. Và cái ngày này đặc biệt Phật giáo Việt Nam còn có thêm một cái lễ phối hợp trong cái ngày lễ Vu Lan này, đó là lễ cài hoa hồng. Quý vị nhớ là lễ cài hoa hồng không có trong tất cả các truyền thống đạo Phật khác. Cài hoa hồng chỉ có trong Phật giáo Việt Nam thôi. Và cái người đề xướng cái nghi lễ cài hoa hồng này là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Ngài đã đề xướng cái ý nghĩa cài hoa, và Ngài đã viết lên cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo. Và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã dựa vào cái ý đó mà viết lên nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo. Thí dụ như những cái câu mà trong cái bản nhạc đó đều là cái ý từ cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Và trong cái khúc, cái đoạn cuối của cái bài Bông Hồng Cài Áo đó: chiều nay đi học về, mẹ đang ngồi may vá, anh hãy dừng kim chỉ lại, nhìn mẹ và nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Mẹ sẽ hỏi rằng: biết gì hở con? Anh nói với mẹ rằng: biết là con thương mẹ lắm không? Đó là cái lời ở trong cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo, mà nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã lấy cái ý đó để viết thành cái bản nhạc Bông Hồng Cài Áo. Và chỉ cái bông hồng cài áo, cái truyền thống đó, nó có trong Phật giáo Việt Nam. Và hai cái ngày chúng ta thường nói: tháng 6 buôn nhãn bán trăm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân.
Và Pháp Hòa muốn làm rõ để cho đại chúng biết rằng cái ngày xá tội vong nhân là cái ngày lễ của nhân gian. Và cái ý nghĩa là cúng cho những người quỷ, những người cô hồn mà vừa được thả từ dưới địa ngục. Còn cái ngày Vu Lan báo hiếu là truyền thống đạo Phật bắt nguồn từ ngày Mục Kiền Liên, theo cái tích truyện ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ. Và từ đó cái ngày lễ đó được lan truyền và tất cả chúng ta đều tổ chức cái lễ này. Và trong cái dịp lễ Vu Lan này chúng ta hành phước rất là nhiều, cúng dường trai tăng cho các vị xuất gia này, làm mà từ thiện bố thí cho người nghèo, cúng cô hồn, cúng thí cho các loại cô hồn. Cho nên cái ngày lễ Vu Lan rất đặc biệt, là chúng ta tưởng nhớ rải tình thương của mình đến cho tất cả người sống người chết. Và thưa đại chúng, trong cuộc đời này nếu chúng ta không mở lòng hoan hỷ, tạm gọi là xá tội đó, thì có lẽ ai cũng là tội nhân hết. Ngồi đây mà ai chưa bao giờ làm lỗi, và đặc biệt là lỗi với cha mẹ. Chưa một người nào mà dám nói tôi chưa bao giờ lỡ lầm. Nhiều khi mình vô tình cũng có, nhiều khi mình cố ý cũng có, nhiều khi mình giận tức mình nói những cái câu nói, mình hành xử những cái điều mà làm cho người khác buồn. Như vậy thì chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta cần có một ý niệm tha thứ. Nói theo nhà Phật là hỷ xả, nói theo văn chương thế gian là tha thứ bao dung, nói theo chữ nghĩa tù tội là xá tội. Vậy thì cái ý nghĩa xá tội này cũng không có xấu. Nhưng mà thay vì chúng ta chỉ cúng để gọi là cúng cho quỷ ma, thì chúng ta hãy biến cái ý nghĩa xá tội này thành một pháp tu, thành một ý niệm đẹp để chúng ta sống trong cuộc đời này. Đó là chúng ta sống mà luôn luôn biết hỷ xả, tha thứ, bao dung cho người khác. Bây giờ muốn hỷ xả tha thứ cho họ mình làm cái gì? Có nhiều cách. Một là mình hãy quán tới cái đẹp của họ, để mình thương cái đẹp đó cái mình quên cái xấu. Thường thường á, người nào mình ghét á, không phải tự nhiên đâu, phải có một lần thương rồi mới có một lần ghét. Mà hãy thương nhiều chừng nào lúc đó mới ghét cay đắng chừng đó. Cho nên tại sao thương? Vì họ có cái này dễ thương nè, có cái này nè, họ làm cho mình rất nhiều điều mình thương. Nhưng mà rồi có một ngày làm có một lần thôi là mình ghét tới giờ. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm niệm của chúng ta sống rất hẹp. 1000 điều họ làm mình thương, nhưng mà chỉ cần một điều họ làm mình giận thôi là mình sẽ giận họ cho tới đời, trọn đời. Và thậm chí mình nói trọn đời này tôi không bao giờ tha thứ. Mình còn tuyên bố sống để dạ chết đem theo, rất anh hùng. Cho nên người Mỹ họ có câu á, if you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forgets. Mình làm rất nhiều điều tốt, không ai nhớ đâu. Nhưng mà nếu mình làm một điều xấu, chẳng ai quên. Hình như là vậy. Nè, bằng chứng nè. Lên chùa đọc kinh mỗi tuần, bài kệ có 4 câu thôi mà thuộc còn không hết. Nhưng mà nếu chỉ cần người kia nói xấu mình một câu, nhớ không sai một chữ. Thậm chí còn nhớ nó đứng đâu nó nói nữa. Thậm chí bữa đó nó mặc cái gì nữa. Vậy thì mình thấy cái tâm thức của mình quả thật là một cái địa ngục. Nếu mà cái cửa địa ngục này mở toang ra thì nghĩa là tội nhân mình chứa hết. Mà nếu cửa địa ngục này mở ra thì tội nhân mình xả được. Cho nên địa ngục ở đâu? Địa ngục ở trong tâm này. Kinh Địa Tạng xác định địa là dày chắc, tạng chứa đủ.
Trong kinh định nghĩa chữ địa ngục, địa ngục là gì? Địa là tối tăm sâu thẳm. Ngục là gì? Là dày chắc sự cố chấp. Dày chắc sự cố chấp, sống đen, sống sâu thẳm trong cố chấp, đó là địa ngục. Kinh điển định nghĩa chữ địa ngục có 6 nghĩa. Một là khả yểm, đáng sợ, đáng chán. Hai, khổ cụ, khổ đầy đủ cái khổ. Thử thời coi, mình ghét cái người đó coi, nó đi mình cũng thấy ghét, nó ngồi mình thấy ghét, nó ăn cũng thấy ghét. Tới hồi mình thương nó tụng kinh nghe thấy hay ghê. Mà tới hồi mình ghét nó rồi, cái tụng dở mà tụng mãi lớn. Tới mình ghét rồi là cái gì mình thấy ghét. Mà người Việt Nam mình nói thương ai thương cả đường đi. Phải không? Mà mình thương nó rồi á, phải không? Mình ghét nó rồi á, mình thấy cái tròn nó cũng thành ra méo. Cho nên đó, mình thương nhau á thì cao 6 bổ 3. Ghét nhau rồi cao 6 bổ ra làm 10. Phân ra. Cái khi mình thương người đó rồi á, mình thu gom. Thí dụ cái người đó có cái lỗi nhẹ nhẹ, ôi kệ nó mà, nít mà, thôi kệ nó mà, nó chưa có hiểu mà. Tới hồi mà mình ghét nó rồi, bắt đầu chi trẻ ra. Nít gì, nít, nít quỷ, nít gì. Tức là khi mà mình ghét rồi, bắt đầu mình chia trẻ, mình chi tiết lắm. Để chi? Để có cái cớ để mình ghét. Mà thưa đại chúng, những cái lúc đó là mình phải biết mình đang sống trong tâm niệm của địa ngục. Tại vì lúc đó là khổ cụ. Thấy cái gì, thấy cái gì, cái người đó, cái chỗ nào người đó là khả yểm, là đáng chán. Khổ cụ là đầy đủ khổ cụ. Bất lạc là không vui. Bất lạc là không vui. Có bao giờ mình ghét người đó, mình gặp người đó mình vui bao giờ? Mà khi mà mình thương người đó rồi á, mà người đó không, thậm chí mình thương rồi á, mình ăn ăn cơm lấy cái bóp dằn lên để lát cho người đó ngồi gần. Đi tụng kinh là dành chỗ bế bên cho người đó ngồi. Làm gì cũng có cái ghế cho người đó hết á. Mà tới hồi mà không thích rồi, họ mới vừa xà xuống ngồi, nó tôi bận tôi qua chỗ kia ngồi, là mình biểu lộ. Cho nên vô gián địa ngục là gì? Là không dừng sự khổ. Tiếng Phạn gọi là A Tỳ, tiếng Hán dịch là vô gián. Cho nên A Tỳ địa ngục, vô gián địa ngục là một chỗ đó. Nhưng mà hãy nói A Tỳ là nói tiếng Phạn, đừng nói nô tỳ nha, A Tỳ. Chữ A là không. Không dừng sự khổ gọi là A Tỳ. Tiếng Hán dịch là vô gián, nghĩa là không bao giờ gián đoạn sự khổ. Mà bây giờ nếu mình buồn coi, ăn cũng rầu, ngủ cũng không ngủ được, làm cái gì cái khổ nó liên tiên ngày này qua ngày kia, đó là vô gián rồi chứ gì nữa. Vô gián địa ngục. Cho nên á, cái tâm niệm buông xả là cần có đối với tất cả chúng ta, không luận là Phật tử. Ai sống ở đời muốn thảnh thơi nhẹ nhàng thì người đó phải buông. Cho nên trong chùa mới có cái chuông nè, buông, bên kia bóc bỏ. Cái mỏ là bỏ, cái chuông là buông. Cho nên suốt ngày cứ buông bỏ mà mình cứ thấy hệ ai bỏ bỏ tôi hốt. Ai buông buông tôi lượm. Cho nên rồi mình lượm, mình nhặt, mình hốt, mình cất, mình giấu, mình che, mình khóa. Nhưng mà ngược lại nó cũng có những cái trừ như là buông bỏ, dục quăng, ném liện, đôi. Đôi là tiếng Huế đó. Không thích là đôi nó đi. Rồi trong tiếng của mình là dục bỏ quăng liện vất đôi. Thiếu gì chữ thì mình xài. Cho nên vào chùa học bỏ buông. Học bỏ buông là chuông với mỏ. Mỏ là bỏ, chuông là buông. Buông bỏ, buông bỏ, rồi bỏ bỏ buông buông. Mỏ chuông mỏ giao nhau. Mà hãy buông nhiều nào thì mình nhẹ. Nhưng mà cái chữ buông đó là gì? Là không phải đợi gom rồi mới buông. Cũng được, nhưng hơi cực. Cái chữ xả của nhà Phật á, nó có cái hay chỗ này nè.
Ngay cái giây phút nó phát hiện, xả liền tại chỗ đó. Có và ví dụ như là mình ăn trái sầu riêng, mở muối sầu riêng ra ăn sống muối sầu riêng rồi, thì mình biết rằng cái vỏ sầu riêng này bỏ, nhưng mà tiếc cái mùi, thôi để ông xe chở đi một vòng ngửi đã đời chịu hết nổi rồi, dừng xe lại bỏ. Nhưng mà bỏ xong rồi á thì cái gì nó còn không xe? Cái mùi nó còn. Phải nãy ăn rồi bỏ đi cho nó khỏe, phải không? Thì cái xả của nhà Phật nó vậy đó. Cái chữ xả của cái chữ từ bi hỷ xả đó, xả là gì? Tiếng Anh dịch là letting go. Thì cái chữ xả là ngay cái giây phút nó vừa đến với mình mà mình nhận ra nó là negative, nó là cái không phải để mình giữ, là bỏ liền chứ đừng ôm. Ôm rồi mà bỏ nó cũng được, nhưng mà cực nặng hơn chút rồi, mất sức khỏe hết 2 ngày rồi. Thật ra ngay lúc đó mình buông, thì quý vị phải hiểu cái chữ xả cho nó sâu chỗ đó. Còn cái chuyện mà người ta đợi mình ôm ấp rồi người ta kêu mình bỏ đó, mình cũng tiếc lắm, mình quăng từ từ. Thôi, xả từ từ. Còn ngay cái giây phút mình thấy nó không hợp rồi, xả liền, xả. Vậy thì từ bi hỷ xả, thì cái chữ xả nghĩa sâu sắc là đừng chấp. Nhớ ha, chữ xả của cái nghĩa của nó là đừng chấp, đừng vướng, thì ngay đó xả. Còn mình chấp vướng rồi mà xả thì cũng không sao, nhưng mà hơi cực, hơi cực. Và thưa đại chúng là quý vị nhớ là hễ cái gì còn vướng là có đó nó kẹt. Xin lỗi là bây giờ mình ăn một hột mè nó dính trong cái kẽ răng thôi cũng đã thấy khó chịu rồi, huống chi là nguyên một cái chuyện đầy trời nó nằm trong bụng. Mà ngộ cái là mình ăn không tiêu, uống cho nó tiêu, uống mua đầu mình uống xá xị cho nó tiêu, không được rồi uống thuốc. Nghĩa là mình biết là bụng ăn không tiêu là tìm mọi cách cho nó tiêu, mà cái đó nó cần tiêu mà không cho nó tiêu. Cho nên thường thưa đại chúng, cái chỗ đó Phật gọi là gì biết không? Cái chỗ đó Phật gọi là vô minh. Vô minh là không có sáng, mà Phật nói cái chữ khác nữa là si mê. Si mê là gì? Thường thường mình hiểu đơn giản là cái người đó đó ôm ấp một hình bóng mà người ta không thương, kêu si tình. Chữ si mê nghĩa của nó là gì? Không thấy được lẽ thật là mê, là si, chứ không có gì. Ví dụ như là hai chú tiểu ngồi cãi lộn với nhau, một chú nói tôi đố thầy, tôi đố huynh, cái gió nó làm cho cái cờ phất phơ. Ông kia nói không, cái cờ nó phất phơ. Tức là một bên nói tại gió, một bên nói tại cờ. Cãi suốt. Lục Tổ Huệ Năng đi ngang, Lục Tổ nói, mà cái tiếng các vị đó nói tôi đố huynh là gió động hay là cờ động. Nghĩa là gió nó động hay là cái cờ nó động. Hai vị cãi, bên nói gió, bên nói cờ. Lục Tổ Huệ Năng đi ngang, lúc đó còn là cư sĩ, chưa có phải được ấn chứng làm tổ, được xuất gia gì hết, còn hình tướng tóc tai của một cư sĩ. Ngài đi ngang, ngài nói không phải cờ động, cũng không phải gió động, mà tại tâm hai nhân giả động. Thì lúc đó Hòa Thượng Ấn Tông đứng ở góc, nghe một ông cư sĩ nói câu đó, ngài biết ông là không phải người thường, very special man. Ngài Ấn Tông tới, tôi nghe nói y bác của Lục Tổ, xin lỗi, tôi nghe nói y bác của Ngũ Tổ đã truyền cho một người, chẳng hay có phải là nhân giả chăng? Lúc đó Lục Tổ nhận rồi, nhưng mà đâu có phải như mình, như ta đây chứ ai. Chắp tay lại, không dám, không dám. Cái chữ không dám là một hình thức nhận,
nhưng mà nhận rất khiêm cung, chả dám, chả dám. Lúc đó theo luật, lục tổ được ấn, được làm tổ nhưng mà chưa làm người xuất gia, vẫn phải quỳ xuống cho ngài Ấn Tông làm lễ xuất gia, cạo tóc truyền giới đàng hoàng. Sau khi truyền giới đúng luật pháp rồi, Ấn Tông bước xuống, thỉnh lục tổ bước lên, bây giờ chúng con là đệ tử, thỉnh tổ nói pháp. Thì ở đây Pháp Hòa muốn kể là câu chuyện đó nó hơi dài dài cho đại chúng nghe hấp dẫn, nhưng mà cái chính là nói là gì, khi chúng ta không thấy được cái nhân do, vì gió thổi một cái vật có cái nhẹ như tấm vải cho nên mình thấy nó phất phơ, thấy cái tướng phất phơ của cây cờ, không phải tự cây cờ nó phất mà do cái duyên gió thổi rồi nó còn và nếu gió có mà không có cái gì nhẹ để nó hiện cái tướng phất phơ thì không ai nhận ra cái tướng gió. Và nhờ cái tấm vải phất phơ cho nên mình nhận ra được cái tướng của cái gió qua cây cờ. Và nếu cây cờ nằm đó mà không có gió thì không thấy được cây cờ phất phơ, thì cây cờ không thể biểu lộ được cái cây cờ. Như vậy trong cuộc sống này, cái này có nhờ cái kia có, cái này sinh nhờ cái kia sinh, chứ không phải tự cái gì mà nó có được. Dặn gân lên cãi, gió hay là cờ thì có phải là mê không? Mà mê thì gọi là gì? Là si mê. Mà si mê nhà Phật gọi là gì? Là chấp. Mà khi mà vướng cái đó thì chưa gọi là người xả. Bây giờ hôm nay lễ Vu Lan, chúng ta nói đến cái lễ xá tội vong nhân, thì chúng ta hãy mang cái ý nghĩa xá tội này bằng cách nào? Chúng ta hãy lấy cái quán chiếu để thấy rõ bản chất của mọi thứ chẳng qua là do mình chấp, chứ thật ra nó có cái gì quá đáng để mình chấp đâu. Thí dụ như lỡ nó nói có nhiều đứa nhỏ nó không hiểu, tại mình hay mắng nó con lì quá, nó không nghe, nó đâu có hiểu cái chữ đó chỉ được xài cho người lơ, người nhỏ. Bữa nào nói sao ba lì quá, con nói ba không nghe, cái mình giận nó, mình giận mình đứa con đó, mình nói nó hổn, mình hận nó suốt đời. Nhưng mà thật sự ra mình phải hiểu lý do là nó nói câu đó là vì nó đâu phải là một cái người sanh trưởng ở Việt Nam, mà nó hiểu cái nghĩa đó là cái gì và được dùng với ai. Nó chỉ biết rằng xưa nay mỗi lần nó làm cái gì không nghe là mình nói nó lì, thì nó nghĩ chữ lì là cái chữ để áp dụng cho trường hợp là nói không biết nghe gọi là lì. Tại sao mình lại giận nó? Khi mình hiểu ra được rồi thì sao? Hết chấp. Mà hết chấp thì gọi là xả, mà xả gọi là nhẹ, nhẹ rõ là bái, mà bay gọi là giải thoát. Cho nên quý vị nhìn cây nhang, cái gì bay lên? Khói. Cái gì rớt xuống? Trò, tàn. Vậy thì hễ trong tâm mình nặng nề thì mình rớt, mà trong tâm mình thảnh thơi như làn khói thì mình bay đi. Vậy thì bây giờ bay thăng hay giáng là do mình, phải không? Thăng là lên, giáng là xuống. Vậy thăng hay giáng, siêu hay đọa là do mình. Thôi vậy thôi, lễ Vu Lan mình học từ cái nghĩa đó để mình tự cứu mình, tự cứu người, mà giúp cho người hết khổ gọi là Vu Lan báo hiếu. Giúp cho người hết được cái khổ. Nhiều khi mình nói nặng người ta ăn chén cơm mình mà người ta khóc. Người ta ăn chén cơm mình mà người ta khóc. Có một đứa nhỏ con trai bảo lãnh mẹ qua, dẫn bạn về nhà, bà thì ăn hoài, bắt bà già vừa nấu vừa rửa. Bữa nọ bà già nói con ơi con nói bạn con nó phụ má rửa chén, má làm xong má mệt quá mà vừa nấu vừa rửa. Nó nói má đừng có nói nhiều, má đừng có quên cái giấy dù đích của má cũng của con á. Chỉ một câu nói đó thôi mà mỗi lần mà bà già đi vô trong nhà vệ sinh xé cái giấy đi cầu là ngồi khóc. Bây giờ nhớ được cái câu đó. Thì quý vị phải thấy là một câu nói mà chúng ta nói nó không có quán chiếu soi rọi sẽ làm cho người khác khổ hơn ở địa ngục. Vậy thì chúng ta đang sống sờ sờ đây mà tâm niệm mình như ở địa ngục. Địa ngục đâu có phải ở lòng đất, địa ngục ở ngay nơi tâm địa của mình.
Mà hãy cái tâm địa mình mà mở ra rồi thì mình sẽ nói những lời dễ thương. Tâm địa mình mà đóng lại rồi, mình nói toàn là cửa địa ngục. Chúc đại chúng có một mùa vu lan an lạc và sẽ nhận ra chúng ta cần xá tội vong nhân. Nếu mà chắc người nào là tội nhân thì hầu như người này ngồi đây không ai là không phải là tội nhân. Quý vị có biết Diêm Vương cũng là tội nhân không? Trong kinh nói ông Diêm Vương là ông vua của cõi địa ngục đúng không? Nhưng mà ổng cũng là tội nhân đó. Nhưng mà ổng có cái nguyện, ổng có cái thề là ổng phải trị tội cái người đó. Cho nên đúng cái giờ đó ổng được lên làm Diêm Vương. Nhưng mà hết cái giờ đó rồi ổng phải trở về làm tội nhân. Cho nên đừng có ham làm Diêm Vương. Đừng có phán xét ai hết á. Tại vì phán xét xong rồi mình cũng chính là người chịu những cái khổ đau đó. Ý nghĩa nó là vậy. Chúc đại chúng an lạc. Thì hôm nay Pháp Hòa được cơ hội về đây một lần nữa thăm quý vị nhân cái mùa lễ Vu Lan này. Thì hôm nay chúng ta nói về bốn chữ Vu Lan Thắng Hội. Hồi nãy Pháp Hòa nhìn lên đây, Pháp Hòa thấy bốn chữ Vu Lan Thắng Hội. Thì thôi giờ mình lấy cái đề tài này mình nói chuyện ha. Thì trước hết á, chúng ta hiểu thế nào là Vu Lan Thắng Hội. Chữ Vu Lan nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Vì chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ chữ Phạn là Ulambana. Và thưa đại chúng, Ulambana người Trung Hoa và người Việt Nam chúng ta âm lại là Vu Lan Bồn. Vậy thì chữ Vu Lan Bồn hay là Ulambana có nghĩa là cứu khổ một cách tột cùng, giải cái khổ làm cho cái người đó được vui thì gọi là Vu Lan Bồn. Có nhiều người giải thích bồn có nghĩa là cái chậu. Bởi vì cái mùa này mình đem mình cúng dường cho chư tăng thức ăn trong bình bát đó, cho nên gọi là bồn. Giải thích như vậy là không ổn, bởi vì đó là chữ phiên âm chứ không phải là chữ dịch nghĩa. Rồi mình lấy cái chữ bồn của tiếng của mình rồi mình đem giải bồn là chậu là thau là không được. Cũng giống như ví dụ mình dịch cái mình âm cái chữ Mulagana. Mulagana thì mình mới âm là Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là tiếng phiên âm thì chúng ta không thể dịch mục là mắt, không? Kiền là chắc, liên là bông sen, con mắt bông sen rất chắc. Không thể dịch như vậy được. Bởi vì dịch đó, nó có hai phần. Một là dịch âm, hai là dịch nghĩa. Dịch âm tức là chúng ta phiên âm từ cái chữ này, từ cái chữ gốc tiếng Phạn sang tiếng của mình để mình dễ gọi. Ví dụ như Sariputra thì mình âm là Xá Lợi Phất, hay là đọc theo người Bắc là Xá Lị Phất, hay là Xá Lị Tử. Thì mình không thể dịch Xá Lị có nghĩa là trái cây, hay là Xá Lị là xương cốt khi thiêu ra. Không thể dịch như vậy. Cho nên cái chữ Vula Ulambana trên này có đó, là chúng ta phiên âm, đó là nguyên chữ Phạn, rồi chúng ta mới âm lại là Vu Lan Bồn. Đúng ra là Ulambana hay là Ulambồn, mà nhưng mà mình đọc trại ra thành Vu. Chữ Vu bây giờ là thế chữ Ô đó, Ulam thì mình đọc là Vu Lan Bồn. Thì Vu Lan Bồn là tiếng phiên âm, nghĩa là cứu cái khổ cùng cực, giải cái khổ cùng cực cho người ta thì gọi là phiên âm. Cũng giống như bây giờ mình gọi Buddha. Buddha là tiếng Phạn, tiếng Anh không có chữ đó, cho nên bây giờ cái chữ Phạn này đã đi vào trong từ điển Anh ngữ. Là mình thường nói Phật tiếng Anh là Buddha, nhưng mà thật sự chữ Buddha không phải tiếng Anh. Chữ Buddha là nguyên gốc tiếng Phạn, bởi vì đó là tên của một cái người giác ngộ. Chúng ta giữ nguyên chữ đó Buddha. Người Trung Quốc âm lại là Phật Đà hay là Bồ Đà.
chúng ta gọi tắt là Phật. Đó là mới phiên âm. Bây giờ dịch nghĩa nè, Phật Đà hay là Buddha, dịch nghĩa là người giác ngộ. Thế gọi là dịch nghĩa. Còn dịch âm tức là dịch vậy đó. Ví dụ như Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya, thì mình âm là Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Quý vị công phu sáng mỗi ngày, quý vị cứ tụng mấy câu đó hoài. Đó là chữ phiên âm. Vậy thì chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ Ulambana. Và chúng ta không thể dịch giảng cái kiểu kiểu là bồn nghĩa là chậu được. Và có nhiều người đã giải thích như vậy, giải thích như vậy nó không chính xác cái chữ của Phật học. Chữ thắng nghĩa là thù thắng. Hội tức là một cái sự hội họp đông đảo. Thì tại sao gọi là thắng hội? Trong tất cả các hội mà Vu Lan thì lại là thắng hội, mà các hội khác không phải là thắng hội. Mình một năm có mấy hội? Nhiều hội lắm. Hội Quan Âm, hội Hoa Đăng, đủ thứ hội hết. Mình đủ thứ lễ hội trong một năm, nhưng không có cái hội nào chúng ta gọi là thắng hội hết. Chỉ có mùa Vu Lan chúng ta mới gọi là Vu Lan thắng hội. Thế thì cái hội này có cái gì đặc biệt mà chúng ta gọi là cái hội thù thắng? Cái hội này tột cùng vượt hơn tất cả các hội. Thưa đại chúng, chữ thắng ở trong Phật giáo có nghĩa là cái gì mà chúng ta làm mà nó trội, nó vượt hơn tất cả cái bình thường là thắng. Nói cho đủ là thù thắng. Cho nên đấy, phúng kinh công đức thù thắng hạnh. Tại sao tụng kinh công đức thù thắng hạnh? Tại vì khi mình ngồi mình tụng kinh thì thân mình tịnh nè, miệng mình nói lời kinh nè, ý mình duyên với kinh nè, tụng thời kinh mà ba nghiệp thanh tịnh. Mà khi ba nghiệp thanh tịnh đến chữ tột cùng rồi, tụng thời kinh chữ nghĩa âm ba của mình ngân nghe trầm bổng, làm cho cái người người ta nghe kinh mà người ta lân lân thoát tục. Người ta cảm thấy tâm hồn người ta nhẹ nhàng, hay là người ta cảm xúc qua lời kinh của mình. Thế thì tụng thời kinh công đức thù thắng hạnh. Hay là mình nói bố thí công đức thù thắng hạnh. Tại sao bố thí lúc đó là gọi là thù thắng hạnh? Tại vì bố thí mà không thấy mình là người cho, người kia là người nhận, đây là vật cho, ba cái đó mình vượt. Mình chỉ biết là bây giờ người ta đang cần, mình lại có của, và mình thấy người ta khổ cho nên mình cho, mà không có tính toán người này phải nhớ ơn tôi nghe không, rồi mai mốt là tôi coi họ tặng là tôi cái gì. Tức là mình có tính cái của mình cho, tính cái người nhận, tính luôn mình là người cho. Thế là chưa thù thắng. Vậy thì tất cả việc làm gì của chúng ta nó vượt hơn những cái thường tình. Thí dụ như mình nói, còn cái ông đó đó, má biết ổng làm lớn lắm, con ráng tặng quà ổng kỳ này nghe không, rồi mai mốt mình nhờ nó dễ. Cái đó chưa là thù thắng. Cái đó mình cho, mình biếu, mình tặng, mà mình có cái sự tính toán. Còn cái bố thí của nhà Phật là mình không thấy mình là người cho, người kia không phải là cái người mình tính toán họ phải nhớ ơn mình vì họ là người nhận. Và vật này mình không thấy đây là cái của quý, của hay, ngon, của mắc tiền, mình tặng để mai mốt mình lấy lòng mình gì đó. Cái đó gọi là tam luân không tịch. Ba cái vòng mình, người, của đều phải vắng lặng khi mình cho. Thế gọi là thù thắng. Vậy việc làm gì của chúng ta cũng đều là thù thắng hết nếu chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Ở đây một năm chúng ta có bao nhiêu cái lễ hội, nhưng không có lễ hội nào thù thắng, chỉ có hội Vu Lan là thù thắng. Bây giờ mình nói tại sao Vu Lan là thù thắng. Thứ nhất, hôm nay là ngày chư Phật hoan hỷ. Tại sao ngày chư Phật hoan hỷ? Đâu phải là
có cơm nhiều, có bánh trái nhiều, có kẹo nhiều mà Phật hoan hỷ. Mà Phật hoan hỷ là bởi vì chư tăng từ sau lễ Phật đản, chư tăng tịnh tu 3 tháng cho đến rằm tháng 7, chư tăng tu tập 90 ngày huân tu giới đức, và ngày đó chư tăng thêm một tuổi đạo. Ở ngoài đời á, đến ngày sanh thì chúng ta gọi là thêm một tuổi đời. Còn đối với người xuất gia thì không có tính ngày sinh nhật, mà tính cái ngày mãn hạ. Cái ngày mà chư, cái ngày rằm tháng 7 là ngày chư Phật hoan hỷ. Hoan hỷ là bởi vì chư tăng thêm được một tuổi đạo. Quý vị có tụng kinh Vu Lan nhớ câu này không? Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh bá vị cương canh, đựng trong bình bát tinh anh, chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường. Tự tứ là gì? Tự tứ là một cái lễ chư tăng thỉnh mời các vị chỉ lỗi cho con để con sám hối. Cái đó gọi là tự tứ. Chứ tự tứ là khuyến thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình. Bằng cách nào? Ví dụ đến cái ngày đó chư tăng tập hợp lại thì thỉnh một vị lớn ngồi lên trên, vị nhỏ quỳ ở dưới, bạch đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo đọc tên mình ra cũng xin tự tứ. Nếu trong 3 tháng qua đại đức có nghe con có lỗi, nghi con có lỗi, thấy con có lỗi, xin đại đức hãy thương con mà chỉ lỗi cho con sẽ như pháp sám hối. Thì vị đó thấy vị này tu 3 tháng tốt quá, không có gì lỗi, nói thiện là nghĩa là tốt, good. Thì cái vị nói dạ con xin nghe. Còn nếu mà vị kia mới nói thầy tu cũng được lắm, nhưng mà tôi nhớ có mấy bữa thầy hơi thức hơi khuya. Thí dụ vậy đó, thầy xài internet hơi khuya, cho nên là thầy nhớ là phải giữ cái đó. Thí dụ vậy thì xin sám hối. Cái đó là mình thỉnh người khác soi sáng cho mình, chỉ lỗi cho mình. Đó là một 90 ngày tu học. Và đến cái ngày cuối chúng ta phát tâm phục thiện bằng cách là cầu thỉnh các vị cao đức chỉ lỗi cho mình. Ví dụ như bây giờ con mình mà có lỗi mà biết nhận lỗi mình vui không? Vui. Thì Phật cũng thế, đệ tử Phật mà sau khi tu hành mà biết lỗi mà nhận lỗi thì Phật vui. Hơn thế nữa là thấy chư tăng tu miên mật trong 90 ngày. Bởi vì ngày xưa chư tăng đi thuyết pháp khắp nơi, rồi cái mùa đó là mùa mưa, mà mỗi lần mưa thì côn trùng nó sinh ra, mình đi tiếp tục thì mình sẽ dẫm đạp trên côn trùng. Cho nên Phật vì lòng từ bi, và cũng đây là một cơ hội để chư tăng quy tụ lại một chỗ để mà sách tấn tu học với nhau trong 90 ngày. Cho nên nếu mà quý vị nào đi ngang các chùa đó, quý vị thấy người ta đề một cái bảng ở phía trước chùa trong cái mùa hè để là đạo tràng tịnh nghiệp an cư, thì quý vị biết đó, cái chùa đó có tổ chức an cư đó, trong đó có nhiều chư tăng chư ni đang tu ở trong đó. Và ngày xưa người ta gọi là cửu tuần cấm túc. Cửu tuần là 9 tuần lễ, mà ngày xưa một tuần lễ là 10 ngày chứ không phải như bây giờ 7 ngày. Cửu tuần là 9 tuần, mà 9 tuần tức là 90 ngày. Cấm túc tức là mình giam cái chân mình lại, không có đi nhiều, trừ những vị giảng sư, pháp sư cần phải đi thuyết pháp cho các đạo tràng thì các thầy đi, còn tất cả chúng khác ở lại tu tập. Vậy thì cái hội thắng hội là bởi vì cái ngày này là ngày chư Phật hoan hỷ. Cái thứ hai, chư tăng thêm tuổi đạo. Tính sao gọi là tính tuổi đạo? Một vị xuất gia tu hành đến khi nào thọ tỳ kheo giới, bắt đầu kể từ cái năm thọ tỳ kheo bắt đầu tính một tuổi. Nhưng mà với điều kiện là phải có an cư mới có được tuổi đạo. Nếu như không an cư không có tuổi. Thì tính như vậy, thí dụ như bây giờ cái chú đó đó, chú đi tu hồi chú 15 tuổi,
chú là sa di thôi. Cho đến khi chú 20 tuổi, chú đi thọ tỳ kheo. Thì chú thọ tỳ kheo năm 20 tuổi, thì tới năm 21 tuổi chú có an cư, với chú được 1 tuổi đạo. Đến năm chú 40 tuổi là chú được bao nhiêu tuổi đạo? 20 tuổi đạo. Và chư tăng mới xét thấy cái vị tăng này trong 20 năm qua sự tu hành có tinh tấn, hạnh đức đầy đủ, có công tu tập truyền pháp, cho nên chư tăng trong giáo hội mới làm cái lễ tấn phong cái vị đó, gọi là thượng tọa. Thượng tọa tức là người phải 40 tuổi đời trở lên và ít nhất là 20 tuổi hạ. Nhưng mà cái này là do ai quy định? Giáo hội Phật giáo quy định. Bởi vì khi có tổ chức thành giáo hội, tức là chúng ta phải có cái phương pháp hành chánh để rồi chúng ta tấn phong những phẩm vị của các vị tăng trong giáo hội, để người nhỏ biết trên dưới mà kính nhường. Chứ không thôi thì nếu nói ở cái pháp bình đẳng thì chư tỳ kheo bình đẳng. Thầy đó 100 tuổi đạo với chú tỳ kheo mới thọ cũng là tỳ kheo. Nhưng mà nếu mà như vậy thì cái người nhỏ họ không có biết kính cái người trên. Cho nên tấn phong lên hòa thượng, thượng tọa, ni sư, sư cô gì đó. Ở bên này thì đại đức á, thì bên kia gọi sư cô. Bên này gọi là ni sư thì bên này là thượng tọa. Cho nên ni sư á, tức là thượng tọa bên tăng đó, bên ni đó. Nhưng mà chư ni thì chúng ta gọi là ni sư. Bên tăng gọi chúng ta gọi là thượng tọa. Rồi các vị mà gọi chúng ta gọi là ni trưởng thì bên này chúng ta gọi là hòa thượng. Hòa thượng tức là người phải 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo. Thì chư tăng thêm 1 tuổi đạo. Cho nên mình hay nói là hôm nay chính là ngày chư tăng tự tứ, ngày chư Phật hoan hỷ. Thì bây giờ mình nhờ năng lực của chư tăng, nhờ năng lực của chư tăng tu tập, cho nên mình phát tâm mình cúng dường để nguyện cái lực của chư tăng cầu nguyện cho mình. Cái thứ hai, thứ nữa, hôm nay lại là ngày Vu Lan báo hiếu. Đến cái mùa này, đến cái ngày này thì tự động mọi người ai cũng hoài niệm tới ân đức của cha mẹ. Mà cái người nào mà khơi nguồn cho cái lễ Vu Lan này? Đại chúng nhớ không? Nhớ chứ, mình là Phật tử là cái này căn bản. Tức là ngài Mục Kiền Liên. Đó, cái hình ảnh ngài đang để biểu tượng ở trên đó. Quý vị đừng có lầm ngài Mục Kiền Liên với ngài Địa Tạng nha. Tại vì hai ngày này theo cái vẽ tượng, tạc tượng của người Trung Hoa với người Việt Nam mình giống nhau. Là ngài Mục Kiền Liên đội cái mão, cầm cái tích trượng, mặc cái y đỏ. Rồi ngài Địa Tạng cũng mặc vậy. Nhưng mà thật sự ra cái đó là do cái phát họa, cái làm tượng của người Hoa với người Việt mình. Chứ còn ngài Mục Kiền Liên, ngài Ấn Độ, ngài đâu có mặc kiểu Trung Quốc này. Thế này là y áo kiểu Trung Quốc, y áo của Trung Quốc chứ Việt Nam. Nhưng mà mình hễ tạc tượng mà mình là người Việt là làm Phật giống người Việt, Phật Thái nhìn giống Thái, Phật Miên nhìn giống Miên. Cho nên ngài Mục Kiền Liên là quấn y chứ đâu đắp kiểu này. Phải không? Nhưng mà tại vì cái văn hóa của truyền thống của chúng ta là chư tăng mặc y như thế, thì chúng ta cũng tạc tượng của ngài Mục Kiền Liên đắp y như thế. Chứ còn thời của Phật không có đắp cái y này. Thời Phật quấn y, quấn y vòng vòng. Cái áo này nè, cái áo này là chúng ta, nó xuất hiện từ đời nhà Đường. Tại vì chư tăng quấn y hở cánh tay đi vô trong triều đình đâu có hợp với cái lễ nghi của Trung Quốc. Bởi vì Ấn Độ á, mình kính người ta mình phải hở cánh vai. Còn cái văn hóa Á Đông mình á, kính thì phải kính đáo. Cho nên là không có được mặc như vậy. Và các quan á, trong triều á, thì quý vị nhớ mấy ông quan trong nhà Đường là mặc cái áo rộng về phải không? Cho nên kể từ đời nhà Đường chúng ta mới phát minh ra cái áo này. Cái áo này là từ thời nhà Đường Trung Quốc. Và chúng ta bây giờ mặc luôn mà thấy nó cũng tiện. Tại vì ai đưa cái gì cũng bỏ vô đây được hết. Cái áo này á, nhà chùa gọi là cái hậu.
Quý vị nhớ không? Cái này gọi là cái hậu. Còn cái tấm vải mà quý thầy đắp bên ngoài gọi là cái y. Cho nên khi mà chư tăng nói hôm nay con xin cúng dường cho thầy một bộ y hậu, thì phải nhớ là y hậu là hai thứ. Y là cái tấm vải có sọc phủ bên ngoài gọi là y. Cái áo bên mặt bên trong gọi là hậu. Cho nên khi người ta nói y hậu là người ta nói nguyên set đó, nguyên bộ đó. Còn mình nói là con cúng y, tức là cúng đủ 12 thước may y thôi. Một bộ y hậu 12 thước vải. Thì Ngài Mục Kiền Liên là người khơi mở cho cái pháp hội Vu Lan này. Bởi vì Ngài theo như tinh thần kinh Vu Lan là Ngài cứu mẹ đó. Ngài cứu mẹ mà mẹ của Ngài đói khổ, mà Ngài mang bát cơm đến đưa cho bà, mà ở trong cảnh khổ mà vẫn còn tham. Bởi vì tham mới đọa. Vậy mà chưa có tỉnh táo. Thấy chén cơm thì trong kinh nói làm sao? Tai hữu tai tả che đậy, hữu hầu bốc ăn. Có một câu người ta xác định: lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Vì vậy cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi thảm xót thương, mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên lớn, có thể động đến thiên đình. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo, bốn vì thiên dương. Lúc đó bây giờ Đức Phật mới dạy Ngài Mục Kiền Liên phải thỉnh chư tăng. Có những vị đang tu thiền ở Sơn Khê, có những vị đang nhập định, phải thỉnh hết tất cả về. Tại sao vậy? Nhờ cái lực, cái tâm lực. Cho nên thưa đại chúng ở đây, chúng ta muốn cứu khổ cho một người thì không phải sức lực, mà muốn cứu khổ cho một người là chúng ta phải dùng cái tâm lực. Đó là cái then chốt cứu khổ của nhà Phật. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như có một người nào người ta khổ quá, nói chị đó chị khổ tại sao? Sức lực sao đủ? Mình phải có cái tâm lực. Bởi vì cái tâm lực á, nó mới bền bỉ lâu dài. Và có tâm lực thì người ta mới cảm nhận được cái đó. Bởi vì người ta khổ là người ta khổ tâm. Cho nên mình ở cái chỗ cứu khổ của nhà Phật là nói đến cái chỗ cứu khổ bằng tâm lực. Có những người người ta khổ, mình tới mình khuyên một buổi người ta hết không? Lâu hết, là sao hết được? Nhưng mà nếu mình có cái tâm, có cái lòng, ngày nào mình cũng tới mình an ủi, rồi mình giúp cho người đó mà bằng mọi cái hình thức, chứ không phải đến lúc nào cũng nói thôi nín đi đừng khóc nữa thế này thế kia. Có đôi khi mình có cái tâm rồi là mình biến hóa nhiều cách lắm. Có cái tâm rồi thì mình sẽ cứu khổ người đó bằng nhiều cách. Cho nên Đức Phật mới nói cái tội của bà Thanh Đề đó không phải là cái tội bình thường, mà là cái căn tội. Tại sao gọi là căn? Bởi căn là cái gốc. Mà cái gốc tham á, mà chưa trừ á, gốc sân mà chưa trừ á, gốc si mà chưa trừ á, thì ở đâu nó cũng còn nguyên à. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái người đó mà gốc tham chưa trừ mà vô chùa tu còn tham không? Cũng còn tham kiểu khác. Cho nên á, mình muốn hết khổ là hết từ cái gốc. Mà bây giờ nếu mà cái người có tội cũng có căn tội, mà người có tu có căn tu không? Có. Cho nên mình thấy người nào mà tu hành từ nhỏ, hay là mình thấy người đó sao ăn chay dễ dàng, tu hành nhẹ nhàng quá, mình nói chị đó có căn tu, anh nọ có căn tu. Vậy thì chúng sanh ta có căn tội nhưng mà cũng có căn tu. Nếu mà chúng ta phát tâm, chúng ta phát tâm chúng ta chuyển,
thì tự động từ cái căn tội chuyển thành căn tu. Ngày hôm qua có một anh Phật tử vô thăm Pháp Hòa, thì anh mới nói là anh hỏi một câu, thì Pháp Hòa có nói như thế này: cái cách cứu khổ của nhà Phật không phải là thấy con người đó xấu ác rồi giết con người đó đi, tại vì giết con người đó mới giết cái thân ác thôi chứ chưa giết được cái tâm. Bây giờ không cần giết cái thân ác, không cần giết con người ác, mà chỉ cần giúp người đó chuyển cái tâm ác, thì tự động cái tâm ác mà nó hết thì nó hiện lên, tướng con người nó hiện. Bởi vì tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Con người thiện thì nó hiện lên thiện, con người xấu thì nó hiện lên xấu. Quý vị có coi cải lương, quý vị thấy người nào nịnh cái nó hiện ra nịnh, mắt nịnh nịnh, cái râu nó cũng nịnh nịnh, cái cách lòn cuối mình biết nịnh nịnh, ví dụ vậy. Cho nên người nào chánh trực sẽ ra chánh trực, tướng tùng tâm sanh. Cho nên kinh Vu Lan là một bản kinh giúp nói cho chúng ta hiểu, không phải ngoài cái ý nghĩa là mẹ khổ rồi tìm cách cứu khổ, nhưng cái mà cái thâm lý ở bên trong á, mẹ là ai, mẹ là gì, mẹ có nghĩa là cái gốc đó, còn con á tức là cái phát tâm. Bây giờ mình mới phát tâm mình tu, nhưng mà ở trong lòng mình cái gốc tội nó còn, cái gốc phiền não nó còn, cho nên mình phải phát tâm cứu cái đứa người mẹ đó. Quý vị đọc kinh, quý vị phải nắm hai ý. Một là cái ý nghĩa ở bên ngoài, hai là cái thâm sâu bên trong. Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Bây giờ ông có tâm tốt đó, chưa đủ, ông phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Mình tu được không? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Bây giờ thôi Pháp Hòa nói gần gần nha. Thí dụ bây giờ ngồi đây nè, cô nào đi chùa mà chồng không đi chùa, mình đi mình yên tâm không? Đi mà hồi hộp lắm. Nếu mà hai vợ chồng mà cùng đi, khỏe ru và rù. Bởi vì mình ở chùa lâu, ổng cũng biết mình đang ở chùa lâu, rồi lát hai người cùng về cái nó vui. Mà bây giờ ổng ở nhà ổng trong, mà mình ở chùa lâu, cái mình về mình cũng hồi hộp, đi mà cũng lo. Rồi bây giờ nếu ngược lại, ổng không đi chùa, cái trước khi mình đi mình phải lo mình nấu sẵn nè, mình làm sẵn hết, mình đi mình mới yên tâm nè. Cho nên á, nếu mấy ông mà thương vợ, mà đến giờ phút này mà thấy thôi mấy mươi năm, bây giờ vợ mình ham tu thôi mình tu theo đi. Mà mình tu theo là vợ hạnh phúc. Cho nên mình tu á là có cái năng lực, có cái môi trường. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị thấy môi trường ở đây tốt không? Môi trường ở đây là tốt, là thoáng, lên có cái vẻ của một tu viện. Thì bây giờ mình biết là đây là cái gốc nè. Cái chùa này là cái gốc. Ai khổ tới đây, ai buồn tới đây nương cái gốc này. Nương cái gốc này thì bây giờ cái gốc này đang xây dựng. Thì bây giờ mình đem, thay vì mình xài những cái việc không cần thiết, nhín một chút. Cho nên tại sao trong kinh mới nói đồ ăn trăm món, trái cây năm màu. Làm sao có được trăm món? Nhưng mà cái ý nghĩa trăm món đó là gì? Đó là chúng ta có cả trăm cách để cứu khổ cho một người, chứ không phải là một. Cái số trăm đây là biểu tượng cho cái số nhiều. Nếu chúng ta muốn cứu khổ thì không phải chỉ 1, 2, 3, 4, mà chúng ta muốn cứu khổ thì chúng ta cứ làm cái đó. Có nhiều khi một lời nói cũng cứu khổ, một cử chỉ cũng cứu khổ, một hành động cũng cứu khổ. Bất cứ cái gì, nếu có cái năng lực rồi thì giải khổ được hết. Cho nên đâu có phải nói là đem thức ăn cúng chư tăng đi, rồi chư tăng tụng kinh cho mẹ hết khổ. Cái đó là biểu tượng đó. Chư tăng đây là tượng trưng cho hòa hợp, thanh tịnh, năng lực. Mà nếu chúng ta có năng lực đó rồi thì chúng ta làm được tất cả. Kinh Vu Lan sâu sắc lắm, một buổi này mình nói không hết đâu.
Nhưng mà Pháp Hòa chia sẻ một chút để quý vị thấy cái thắng hội. Cái thắng ở cái chỗ là Ngài Mục Kiền Liên khơi nguồn, cho nên chúng ta niệm danh hiệu Ngài Mục Kiền Liên, chúng ta ca tụng Ngài bốn chữ nữa: Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tức là Ngài là bậc đại hiếu, tên của Ngài là Mục Kiền Liên. Ngài là người khai mở cho cái lễ Vu Lan này, cho nên chúng ta gọi Ngài là cái hiệu là Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu. Đại hiếu là mình tặng cho Ngài, mà đại thì nó đối với tiểu, tiểu nó đối với trung. Tiểu hiếu tức là mình lo cho cha mẹ cơm ăn áo mặc. Trung hiếu là cha mẹ nói đâu làm đó. Đại hiếu là đi xuất gia. Tại sao? Cái đại hiếu là không, mình làm sao cho cha mẹ có luôn cả vật chất tinh thần. Ví dụ như mình cho cha mẹ ăn uống chỗ ở, nhưng mà phải siêng năng chở cha mẹ đi chùa, khuyên lơn cha mẹ niệm Phật. Thấy mẹ lười ăn chay thì mình nhắc. Có nhiều khi mình phải ăn theo, tại vì mình có tu theo thì mình cũng có ăn theo. Ăn theo đó là mình ăn chay theo cha mẹ để cha mẹ cùng ăn. Pháp Hòa có một vị Phật tử lớn tuổi làm biếng niệm Phật, thì con gái cứ đi ngang: má, niệm Phật đi má. Nói vậy rồi cô bỏ cô đi chỗ khác, cô làm việc. Bà già nói: ờ, để má niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Cái bà lấy cái remote control bà bấm lên, cái bà nghe cả lường. Cái cô nói: má niệm Phật sao lẹ vậy, tao niệm rồi. Hỏi má niệm mấy tiếng? 3 tiếng. Thì bữa đó Pháp Hòa tới nhà chơi, cô mới nói, Pháp Hòa mới nói: không được, mình biểu người ta tu, mình không tu sao được. Bây giờ cô muốn má tu không? Cô bỏ ra 10 phút mỗi ngày cô ngồi cô niệm, cứ cô một câu, má một câu, mà 10 phút là má tu được 10 phút, 20 phút là má tu 20 phút. Cho nên nhiều khi á, một người nghe pháp á, người không nghe đó cũng khó lắm. Thôi cả hai cùng nghe, dù mỗi ngày nghe có một bài pháp. Thì thế là trong nhà mình có thắng hội rồi đó. Trong nhà mình đó có thắng hội. Thắng hội là cả tất cả cùng đồng làm. Cái kế nữa là cái lễ này là cái lễ chúng ta cầu nguyện cho cả âm người dương đều được lợi. Mình thấy làm sao gọi là âm dương đều lợi? Cái mùa này là cầu siêu nè, cúng thí cho cô hồn nè, là cúng cho người âm phải không? Bên cạnh đó chúng ta còn phát chẩn tế nghèo, cho người nghèo, giúp đỡ người nghèo. Vậy thì cái ngày lễ này người dương người âm đều được lợi hết. Người ta thường nói cái ngày này là cái ngày chúng ta nhớ ơn đền ơn. Tại sao? Bởi vì chúng ta luôn quan niệm mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên, cây có gốc, nước có nguồn. Mà tiếng Việt chúng ta gọi là cây có cội, nước có nguồn. Mình dịch từ tiếng Hán là mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên. Mà luôn luôn mà chúng ta nhớ cái đó. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Cho nên cái ngày lễ này dù xuất gia hay tại gia cũng đều nhớ ơn cha mẹ, đền ơn cha mẹ, không phải trong một đời này mà 7 kiếp về trước. Rồi kế đến nữa là thương yêu đến mọi loài chúng sanh bằng cách là cầu nguyện và cúng tế và ban phát. Và cái mùa này chúng ta thường gọi là xá tội vong nhân, tức là cái mùa xá tội cho những người ở dưới địa ngục. Nhưng mà thưa đại chúng, địa ngục ở đâu? Địa ngục đâu phải ở trong lòng đất. Khi mà chúng ta đau khổ cùng cực, tâm hồn chúng ta tối đen như mực, đau khổ dày đặc, đó là địa ngục. Cho nên người trong từ điển Phật học định nghĩa chữ địa ngục, địa ngục là khổ cụ, đầy đủ cái khổ. Địa ngục là khả yểm, sợ lắm. Có ai sợ địa ngục? Ai cũng sợ. Bây giờ mình muốn người ta đừng ở trong địa ngục
Tức là người ta không còn đau khổ thì chúng ta phải giúp đỡ và tha thứ. Cho nên mùa này còn gọi là mùa thương yêu và tha thứ. Mình tha thứ cho người ta thì tâm người ta bớt dày vò. Người ta bớt dày vò là người ta vui tươi lên, người ta sống, người ta làm lành, làm thiện. Còn mình cứ trách móc người ta hoài thì người ta khổ, tại vì mình rảnh quá, mình ngồi mình móc mới có trách. Móc ra mới có trách được chứ kêu là trách móc. Mình ngồi mình rảnh, mình cứ tìm coi người đó lỗi cổ chỗ nào, lỗi chỗ nào, cứ lâu lâu móc ra chút, lâu lâu móc ra chút. Mà quý vị thấy nhiều khi cái nhà đang vui vậy, cái hai ba câu gây cái bắt đầu địa ngục tới. Cho nên ngày xưa có một vị mới hỏi bạch hòa thượng, xin hòa thượng giảng cho con nghe thế nào là địa ngục mà thế nào là thiên đường. Ông hòa thượng ổng sáng trong một cái bóp. Cái ông này ổng bực bội, ổng rượt hòa thượng chạy, ổng đánh hòa thượng. Hòa thượng nói mô Di Đà Phật, địa ngục tới rồi. Thì cái ông cư sĩ ổng nghe như vậy, ổng hiểu hòa thượng khai thị ổng rồi. Địa ngục là khi tâm mình tức giận. Ổng mới quỳ xuống nói dạ mô Phật, con xin sám hối hòa thượng, con xin lỗi hòa thượng. Cái hòa thượng nói mô Phật, thiên đường có mặt. Rồi quý vị thấy á, cái mùa này á, những Phật tử thuần thành á là ăn chay tháng này. Ở đây có ăn chay ai ăn chay tháng 7 không? Giơ tay giơ chân lên rồi. Có ai ăn chay ngày rằm tháng 7 không? Có chứ. Trong Phật giáo của chúng ta, bất cứ ngày lễ nào vía Phật ngày lễ thì chúng ta ăn chay hết. Quý vị thấy không? Nếu như một cái ngày lễ của Phật, chúng ta ý thức à ngày đó lễ Bồ Tát Quan Âm, ngàn Phật tử ăn chay là ngàn con vật nó được cứu. Cho nên đặc biệt trong Phật giáo là những ngày lễ của Phật Bồ Tát thì chúng sanh được cứu, chứ chúng sanh không, chúng ta không có làm thịt chúng sanh để ăn mừng. Đặc biệt chỗ đó. Cho nên mới gọi là thắng hội. Nãy giờ Pháp Hoàng thưa đại chúng bao nhiêu cái việc đó là thắng hội đó. Cái hội này nó thù thắng ở cái chỗ là nhớ ơn, đền ơn, tha thứ, rồi chư tăng tăng thêm tuổi đạo, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày chúng ta cúng tế các loài cô hồn âm hồn, ngày chúng ta nhớ nghĩ đến những người nghèo khổ, chúng ta bố thí và phát cơm phát gạo. Ngày này chúng ta nhớ ơn cha mẹ, đền ơn cha mẹ, không phải một đời mà cũng không phải hiện tiền, hiện tiền cha mẹ, nhưng mà chúng ta cũng cầu cho cha mẹ bảy kiếp về trước. Còn một cái đặc biệt nữa, cái ngày lễ hội này có hai tôn giả có mặt với chúng ta, đó là tôn giả Mục Kiền Liên và một vị tôn giả tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà. Và thưa đại chúng, là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà là tiếng phiên âm. Quý vị đừng ngồi bắt đầu dịch nha. Tân là mới. Đồ lô tức là đồ dởm. Đầu lô là đồ dởm. Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà tôn giả là một trong 16 vị La Hán hay là 18 vị La Hán mà quý vị thường thấy người ta hay tạc tượng, người ta trưng ở trong cảnh chùa đó. Cái tướng của vị La Hán này Pháp Hòa biết chắc là quý vị đã từng thấy. Một cái tướng người thật già và có một cái chân mài rất dài, và người Trung Hoa gọi là Trường Mi La Hán. Quý vị nào mà nhìn 18 tượng La Hán thấy ông La Hán cái chân mày ngày dài, ngày cầm, ngày đưa ra vậy nè. Đó là tôn giả Tân Đầu Lô Phả La Đọa đó. Đọa Xà. Đó là tiếng phiên âm. Vị tôn giả này vâng lời của Phật, trụ thế ở đời lâu dài. Và hễ ở nơi nào có cúng dường trai tăng thì nơi đó có tôn giả này đến chứng minh. Cho nên đặc biệt trong cái ngày lễ này á, ai cũng tác phạn trai tăng cúng dường thì nhất định ngày đó lễ trai tăng đó, giống như lát trưa này, nếu mà tác lễ trai tăng cúng dường đó, tôn giả đó sẽ có mặt.
Vậy ngài vâng lời Phật trụ thế ở đời và đến chứng minh cho các cái lễ gọi là cúng dường trai tăng, cho nên ngài còn có cái tên là Đệ Nhất Phước Điền. Đệ Nhất Phước Điền tức là người mà có cái phước điền rộng lớn. Thì hôm nay hai vị tôn giả, một người khai mở Pháp hội Vu Lan, để chúng ta nhân cái hội Vu Lan đó, nhân cái ngày cũng đúng lúc chư tăng mãn hạ sau 3 tháng an cư, và chúng ta cầu tịnh đức của chư tăng để hồi hướng cho cha mẹ hiện đời cũng như cha mẹ nhiều kiếp 7 đời về trước. Chữ 7 đời đây á không có nghĩa là hiện đời này mình có 7 cái thế hệ cha mẹ nha, không phải. Chữ 7 đời đây là tượng trưng cho 7 kiếp của cha mẹ của mình, chứ không phải là ông cố, ông sơ, bà nội, ba rồi má, ba rồi mình, rồi con, rồi cháu, rồi chắc chích đếm lại kêu 7 đời. Không phải. Chữ 7 đây là 7 kiếp cha mẹ về trước. Cha mẹ hiện đời, cha mẹ 7 kiếp. Và một vị tôn giả tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà, vị tôn giả này vâng lời của Phật, ở đâu có cúng dường trai tăng thì chúng ta thỉnh tôn giả này có mặt để chứng minh cho tấm lòng của thí chủ. Sau này người ta còn nhận diện tôn giả này bằng một cái hình ảnh của ngài giám trai sứ giả. Giám trai sứ giả có nghĩa là cái người mà quán sát về thức thực phẩm của chư tăng ở trong chùa. Cho nên cái nghi thức cúng ngọ mỗi buổi trưa niệm danh hiệu của ngài là giám trai sứ giả. Thôi thì hôm nay ở trong đạo tràng này, nhân cái mùa lễ Vu Lan, thời giờ không có nhiều, và thầy trụ trì muốn Pháp Hòa có một buổi nói chuyện với quý vị. Và sáng nay Pháp Hòa thấy ở trên này có 4 chữ Vu Lan Thắng Hội. Thôi thì Pháp Hòa muốn giải thích cho đại chúng hiểu thế nào gọi là Vu Lan Thắng Hội. Thắng hội tức là một cái hội thù thắng hơn tất cả các hội. Vậy thì tại sao cái hội này là thù thắng? Qua những điểm vừa rồi Pháp Hòa kể, để thấy rằng một cái hội này mà quy tụ tất cả nhiều cái ý nghĩa trong đó, nhiều ý nghĩa trong đó, cho nên hội này gọi là hội thù thắng nhân mùa Vu Lan. Một lần nữa xin cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình sức khỏe an vui, gia đình bình an hạnh phúc, và xin dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng mãi mãi tinh tấn trên đường đạo dài lâu. Bởi vì chúng ta hay có một cái tập khí sống bị lôi kéo theo trần cảnh, cho nên chúng ta phải tập mỗi ngày lôi kéo cái căn gốc của mình trở về tu một chút. Bởi vì mình có cái gốc mê gốc mê, mà mê rồi á thì mình si dại, cho nên nó có khi gọi là gốc me. Thường thường ta nói gốc mê của mình có, nhưng mà gốc giác của mình có không? Có. Cho nên cái đặc biệt của nhà Phật á, là làm sao chúng ta chuyển cái gốc khổ. Mà khi cái gốc mà chuyển rồi thì mọi việc nó sẽ được yên. Cũng giống như trong gia đình, nếu mình thấy gia đình đang đổ vỡ, đang có những cái rối rắm, thì chúng ta phải tìm cái gốc là nguyên do từ đâu, rồi chúng ta ngồi lại với nhau để tìm ra cái gốc, cái then chốt để chúng ta giải cái khổ trong gia đình. Chúng ta đừng có giải quyết bằng cách được, không được thì chia tay. Cái đó nó dễ lắm, ai làm cũng được. Mà đồng thời nếu chúng ta cứ như thế, chúng ta sẽ trở thành một cái thói quen là chia nhiều hơn chung. Không, mà bởi vì đến với ai thì được, không được thì chúng ta chia tay. Mà cứ như vậy thì chúng ta cũng trở thành một cái gốc, cái cách sống của chúng ta là như vậy. Cho nên quý vị thấy trong kinh Vu Lan đã khẳng định với chúng ta rằng chỉ có năng lực của hòa hợp mà lấy biểu tượng là chư tăng mới có đủ giải cái khổ của mẹ. Mẹ tức là cái gốc. Cái gì mà nó mê lầm mà trầm trọng thì lấy mẹ làm biểu tượng.
Cho nên mình cũng có Phật mẫu chuẩn đề. Mình có Phật mẫu chuẩn đề. Vậy thì chữ Phật mẫu là gì? Chữ mẹ ở đây không có nghĩa là một người mẹ sanh mình ra, mà chữ mẹ ở đây có nghĩa là cái gốc. Cái gốc từ bi của mình, cái gốc giác ngộ của mình, cho nên gọi là Phật mẫu chứ không có gì hết. Cho nên ở trên bức tượng của Phật mẫu chuẩn đề có một con mắt nằm ngay đây. Quý vị có thấy Đức chuẩn đề chưa? 18 tay, 18 cánh tay, mà ngay cái trán của Ngài có con mắt. Con mắt đó gọi là con mắt của thật trí. 18 cánh tay là tượng trưng cho quyền thừa. Người có thật trí thì người đó sẽ làm bao nhiêu việc lành thiện mà không hề ngăn ngại. Cho nên 18 cánh tay là tượng trưng cho phương tiện cứu cánh độ đời. Con mắt là tượng trưng cho trí tuệ cứu cánh. Hiểu như vậy thì chúng ta không lầm chữ Phật mẫu mà trong kinh muốn nói. Hiểu như vậy thì chúng ta hiểu được mẹ ông gốc tội rất sâu. Vì đâu phải có ngày một kiền lưu muốn có mẹ tội, mà tất cả chúng ta ai cũng có một con bà mẹ tham, bà mẹ sân, bà mẹ si. Đó là nói gọn đó nha. Còn nói đủ là thêm 7 nữa: mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thập triền, thập sử. 10 cái đó nó trói mình, nó sai sử mình. Cho nên mình muốn đi Tây Phương không? Muốn về cực lạc không? Muốn. Chỉ cần vượt qua 10 muôn ức cõi Phật thì sẽ gặp cảnh giới cực lạc của Phật Di Đà. Quý vị có tụng kinh Di Đà chưa? Quá 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là cực lạc. Ở nơi đó có Phật Di Đà đang nói pháp. Vậy thì cái chữ 10 muôn ức cõi đó là tượng trưng cho gì? 10 cái đó đó. 10 cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Vượt được 10 cái đó, mình tới cực lạc, gặp Phật Di Đà. Thời chúc đại chúng một mùa Vu Lan an lạc. A Di Đà Phật. Nhờ mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.